đúng không? Còn đây là kỹ thuật tiên tiến nhất, một mô hình bằng nhựa có thể cho thấy độ xốp của bánh mì. Phương pháp tạo ra mô hình này là bí mật của nhà sản xuất. Mô hình không chỉ giống bánh mì thật mà còn cho chúng ta cảm giác rất thật khi chạm vào. Rất khó để nhận ra đây chỉ là mô hình mà thôi. Đây là phòng trưng bày mô hình đồ ăn và ở đây họ có tổ chức một chương trình đặc biệt cho khách hàng. Hiện tôi đã trong tư thế sẵn sàng để bắt tay vào công việc. Hôm nay chúng ta sẽ làm món gì vậy anh? Chúng ta sẽ cùng làm mô hình rau xà lách nhé. Chúng ta hãy bắt đầu nhé. Okay, stop. Now put your fingers underneath and lift it up. Cho ngón tay xuống. Your thumb to hold it. Rồi nâng nó lên. Now pour in the rest of it. Oops. Not as easy as I thought. And then gently spread a generous amount. Go ahead, go ahead. Here. And this one goes. Lower it, tilt it. Hãy đổ xuống như thế này. That's very good. Như thế tốt rồi. Từ từ kéo nó xuống. Kéo một chút nữa đi. Nhẹ nhàng thôi. Giờ thì kéo lên. Như thế đúng rồi. Sau đó hãy gập nó lại. Bây giờ hãy cho vào nước. Tôi chưa từng làm công việc như thế này bao giờ. Thật là thú vị. Thực ra cũng không đến nỗi tệ như tôi nghĩ. Đây là sản phẩm đầu tay của tôi. Có lẽ anh đã làm công việc này rất lâu rồi. Anh phải mất bao nhiêu thời gian để đạt được đến trình độ chuyên nghiệp như thế? Khoảng 5 năm. Anh có theo một công thức nào khi tạo ra những sản phẩm này không? Không, không hề có. Tôi chỉ làm hết lần này đến lần khác và tự mình điều chỉnh sao cho sản phẩm tạo ra trông giống thật nhất có thể. Xin được cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ chúng ta hãy quay ngược lại thời gian để tìm hiểu nguồn gốc và cách thức tạo ra mẫu đồ ăn giả. Việc sử dụng các mẫu thức ăn ở các nhà hàng tại Nhật Bản bắt đầu khi xu hướng thích đi ăn tiệm xuất hiện vào những năm 1920. Vào thời kỳ đó, các cửa hàng bách hóa dần mọc lên tại các thành phố lớn như Tokyo và Osaka. Các quán ăn này ngày càng trở nên phổ biến. Những ngày đó, số lượng các công chức tầng lớp trung lưu chiếm số đông ở Nhật Bản. Họ rất thích đến ăn uống tại các nhà hàng. Những nhà hàng quán ăn tại các cửa hàng bách hóa phục vụ đủ loại đồ ăn của phương Tây lẫn trong nước là tâm điểm của xu hướng này. Có những nhà hàng thu hút khoảng 20.000 lượt khách đến mỗi ngày. Khách hàng đã phải đặt bàn trước khi tới. Nhưng khi nhà hàng có quá đông khách, rất nhiều người đã phải chờ đợi để được vào. Khi đồ ăn được mang ra, nhiều khách hàng thấy đồ ăn khác với mong đợi của họ lúc đầu, nên đã quyết định đổi hoặc không ăn món đó nữa. Các cửa hàng bách hóa đã phải tìm cách để giảm bớt đám đông đứng chờ bên ngoài, cũng như hạn chế việc phàn nàn của khách hàng. Vì thế, họ đã để cho khách hàng biết về các món ăn trước khi họ gọi món. Ban đầu, nhà hàng trưng bày những món ăn thật. Nhưng vì là đồ ăn thật, nên những món này đã nhanh chóng đổi màu. Vào mùa hè, chúng không chỉ thu hút ruồi muỗi mà còn nhanh chóng hỏng chỉ trong vòng nửa ngày.
Vào năm 1932, có một người đã xuất hiện tạo ra những mẫu đồ ăn giả tại các nhà hàng. Đó là ông Takizo Iwasaki đến từ Osaka. Thời điểm đó, ông là nhân viên của một công ty sản xuất hộp đựng thức ăn. Vợ của ông lúc bấy giờ ốm rất nặng, mà ông lại không có đủ tiền để mua thức ăn. Ông cũng không có khả năng chi trả hóa đơn điện nên đã phải dùng nến để thắp sáng. Ông Iwasaki thường ngồi nhìn chằm chằm vào cây nến cho đến tận đêm khuya. Có lần, ông dùng ngón tay chạm vào phần sáp nóng chảy. Và ông đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy dấu vân tay của mình được in lên khi sáp đông cứng lại. Ông cũng nhận ra đường vân của tấm thảm được in lại khi sáp nến chảy lên tấm thảm. Ông Iwasaki đã rất hứng thú với khả năng này của sáp nến. Rồi bỗng nhiên có ngày, ông Iwasaki được hỏi liệu ông có thể tạo ra những mô hình thức ăn. Ông biết rằng ông có thể tạo ra những mô hình đó từ sáp nến. Dù không có một chút kinh nghiệm, nhưng ông Iwasaki đã bắt tay vào làm những mô hình đầu tiên. Trong công đoạn tạo khuôn, ông đã thử dùng chất dẻo gelatin, rồi sau đó là agar. Cuối cùng thì ông quyết định sử dụng agar. Đây là mô hình đầu tiên do ông Iwasaki tạo ra. Đó là một quả trứng ốp-lết. Chính bản thân ông cũng vô cùng ngạc nhiên với vẻ ngoài rất giống thật của mẫu hình này. Ông tin chắc rằng mình có thể kiếm tiền được nhờ việc tạo ra các mẫu đồ ăn giả. Vì thế, ông đã thành lập một công ty sản xuất mô hình đồ ăn. Ông đã tạo ra một sân chơi kinh doanh mới. Thay vì bán mô hình đồ ăn cho các nhà hàng, quán ăn, ông đã quyết định cho thuê các mẫu đồ ăn này. Giá cho thuê của các mô hình này thời gian một tháng sẽ cao gấp 10 lần giá của đồ ăn thật. Khi các nhà hàng, quán ăn sử dụng đồ ăn thật để làm mẫu, một tháng họ sẽ phải bỏ ra số tiền tương đương với 30 khẩu phần ăn. Giờ đây thì với giá chỉ còn 1/3, họ đã có thể trưng bày các món ăn suốt cả tháng. Thông tin về các mô hình đồ ăn lan xa và được sử dụng trên toàn nước Nhật. Hiện nay, công ty do ông Iwasaki thành lập vẫn nắm giữ 60% thị phần sản xuất mô hình đồ ăn tại Nhật Bản. Những năm 1970 đánh dấu một cuộc cách mạng về kỹ thuật. Sáp do dễ nóng chảy và dễ vỡ đã được thay thế bởi nhựa dẻo. Bởi vậy, các mô hình được tạo ra đã trở nên bền và có nhiều chi tiết hơn. Các cửa hàng bách hóa dần chuyển sang sử dụng các mô hình bằng nhựa dẻo. Ngày nay, có hơn 200 xưởng sản xuất cung cấp mô hình này trên toàn nước Nhật. Sản phẩm trên tay tôi đây là kết quả của một số lượng lớn người dân có thói quen đi ăn tại các nhà hàng. Lịch sử ra đời của chúng có liên quan chặt chẽ tới những quán ăn, những tâm điểm của các cửa hàng bách hóa trong suốt nhiều năm. Ban đầu, chúng được tạo ra để mô tả về mặt hình ảnh cho các món ăn. Nhưng trong những năm gần đây, chúng còn được dùng với nhiều mục đích khác nhau. Sự kiện này được tổ chức trong một siêu thị. Những người tham gia đang đặt lên khay những mô hình đồ ăn. Đây là số lượng thức ăn cô ăn đúng không ạ? Đúng vậy. Các mô hình trên khay cho thấy những gì người phụ nữ này đã ăn vào bữa tối ngày hôm qua. Khi đặt khay thức ăn lên bàn tính, máy tính sẽ hiện ra các giá trị dinh dưỡng của món ăn. Thiết bị này dùng để đo đạc chế độ dinh dưỡng cân bằng của mỗi bữa ăn. Nó được lập ra cách đây 5 năm để giúp giáo dục mọi người về dinh dưỡng. Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao hệ thống này.
Chúng tôi nhận thấy kết quả mà hệ thống này mang lại. Hệ thống giúp chúng tôi đặt ra những tiêu chuẩn, giúp mỗi cá nhân tự so sánh. Ví dụ như thêm rau xà lách hoặc giảm bớt thịt để tăng điểm cộng. Hệ thống rất dễ sử dụng và mọi người đều cảm thấy nó vô cùng đáng tin cậy. Hàng năm có nhiều người Nhật mắc những bệnh liên quan đến lối sống. Vì vậy, rất nhiều trường học, bệnh viện đã sử dụng mô hình đồ ăn để giáo dục về dinh dưỡng. Bên cạnh đó, kỹ thuật tạo ra mô hình thức ăn cũng được dùng để tạo ra những sinh vật ít được biết tới. Đây là mô hình một con cá vây tay đang được trưng bày tại một bảo tàng. Con cá có chiều dài là 160cm và nặng 10kg. Cá vây tay còn được gọi là hóa thạch sống, giúp chúng ta hiểu thêm về sự tiến hóa. Người ta tạo ra mô hình bằng cách sử dụng các khuôn đúc vây của nó. Vì vậy, kỹ thuật tạo ra mô hình này cũng giống với kỹ thuật tạo ra mô hình đồ ăn. Sau đó, người ta gắn hơn 8.000 vây cá lại. Kỹ thuật tạo mô hình đồ ăn giờ đây còn được ứng dụng trong các mục đích mới. Cửa hàng này có rất nhiều đồ vật thú vị, với đủ kích cỡ và màu sắc khác nhau. Bạn có thể thấy cả một quầy treo đầy cả móc chìa khóa, với các hình thù như kem ốc quế, bánh pizza, trứng rán và cả chiếc bánh cán dở này nữa. Ở trên bàn là một chồng bánh ngọt có kem phía trên, và cả quả dâu tây nữa. Đố các bạn biết nó được dùng để làm gì? Để bạn đặt cặp kính của mình lên. Bạn có thể đặt chiếc điện thoại của mình lên miếng sô-cô-la. Bên này đây là một chiếc bánh mì kẹp. Bạn có thể gắn từng miếng lên tủ lạnh nhà mình. Chúng ta đều biết rằng nghề làm mẫu đồ ăn giả đã vượt ra khỏi phạm vi các nhà hàng. Nhưng trong chương trình này, chúng tôi chỉ muốn đề cập tới chức năng cơ bản của nó mà thôi. Tối nay, tôi sẽ cùng vợ nấu món ăn như thế này. Còn bây giờ, tạm biệt quý vị và các bạn.